Thưa sư, nếu phải tiếp xúc hoặc có quen với người không biết điều thì mình phải làm thế nào? Con thật sự không có ác ý, cũng đã xem xét về bản thân mình trước khi hỏi câu này. Và thực sự là họ không biết điều thật, thưa sư. Con rất nản hỏi câu này vì họ không biết điều với mình, mà mình lại là người phán xét khi hỏi điều này. Thì với những ai không biết điều thì mình đừng tiếp xúc với họ nữa. Mình tránh xa, mình lạnh nhạt, cư xử trong chừng mực thôi. Không cần phải đầu tư, không cần phải để ý. Tại vì mình để ý nhiều thì phiền não nhiều, phiền não nhiều thì tự nhiên mình lại gây oan trái, không cần thiết.